Vy xin kính chào vị khán giả thân mến của VTV Houston 55.2. Thú vị, ngày hôm nay tôi Vy đang có mặt ở tiệm bánh cuốn Tây Hồ. Và quý vị biết bánh cuốn Tây Hồ thì có rất là nhiều chi nhánh ở Cali, và đây là tiệm chi nhánh thứ 18 của bánh cuốn Tây Hồ ở Houston. Và hôm nay bánh cuốn Tây Hồ đã dời về địa chỉ mới trong khu Kim Sơn, thành ra tôi Vy phải đến đây để giới thiệu đến quý vị khán giả đồng hương của chúng ta biết thêm về kỷ niệm 5 năm của tiệm bánh cuốn Tây Hồ đã có mặt ở Houston. Quý vị ơi, quý vị biết khi quý vị ăn bánh cuốn, không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà đối với tôi Vy, ăn bánh cuốn phải có những đặc điểm như sau. Thứ nhất là bánh cuốn phải mềm và trắng, và đặc biệt là phải dẻo và mỏng nữa thì ăn mới ngon. Mà cái đặc biệt mà quan trọng đây là khi mà quý vị ăn bánh cuốn thì tất nhiên cái nước chấm là cái nước mắm là phải rất là ngon. Tại vì nước mắm, quý vị biết người Việt Nam của chúng mình, của ta thì nước mắm thì nhà nào cũng có, nhưng mà để mỗi cái thức ăn thì mỗi cái khẩu vị nước mắm lại khác nhau. Nhưng mà đối với bánh cuốn thì cái nước mắm của bánh cuốn phải là đặc biệt lắm thì ăn mới ngon. Chứ hồi đó tôi Vy cũng về nhà cũng mua bánh cuốn về và cũng tự làm, cũng tự tráng, mà tráng thì nó dày lắm, ăn nó không có, cái gạo nó không có mềm và dẻo, còn nước mắm thì làm thì không có ra đâu là đâu hết. Thành ra thôi, chẳng thà đến bánh cuốn Tây Hồ để mua những loại nước mắm pha sẵn đem về nhà ăn cũng ngon, mà đến đây để thưởng thức món bánh cuốn đặc biệt của bánh cuốn Tây Hồ. Và đây trong khu Kim Sơn, bánh cuốn Tây Hồ chi nhánh thứ 18 của bánh cuốn Tây Hồ ở Cali. Và nhân đây tôi Vy cũng mời quý vị đến để xem bánh cuốn Tây Hồ nhân kỷ niệm 5 năm có những chương trình gì đặc biệt với quý vị khán giả đồng hương Houston của chúng ta, và hãy thưởng thức món bánh cuốn ở đây để xem bánh cuốn Tây Hồ đây nó đặc biệt như thế nào, khác với những bánh cuốn ở những tiệm khác như thế nào nha quý vị. Hello chị, wow, thấy chị cầm trên tay dĩa bánh cuốn ngon quá. Hôm nay nhân kỷ niệm 5 năm thành lập của Tây Hồ, em cũng được anh chủ Tây Hồ đến đây để giới thiệu đến quý vị khán giả những món ăn mà quý vị thấy là trên bàn, cũng như thấy là rất là ngon, mà thấy chị cầm quý vị thấy đây. Mình rất là hấp dẫn quý vị, có bánh cống nè, bánh khoai chiên tôm nè, có chả chả Huế cũng như là chả lụa. Và đặc biệt gì bánh cuốn này là bánh cuốn, có bánh cuốn thanh trì nè, bánh cuốn nhân tôm và bánh cuốn nhân thịt nữa. Chị ơi, chị nào nói cho tôi Nhi cũng như quý vị khán giả biết dĩa bánh cuốn đặc biệt này là bánh cuốn, có bánh cuốn thanh trì này nó đặc biệt như thế nào vậy chị? Bánh cuốn thanh trì thì mình tráng hơi tại chỗ, rất là dẻo và mỏng. Thì bánh cuốn nó mới ngon, cái đó là đặc điểm của bánh cuốn Tây Hồ. Dạ, chị cách đây tôi nhớ không lầm là cũng 2 hay 3 năm là VTV đã đến làm một cái chương trình xuống phố cuối tuần cho chị lúc bấy giờ, mà lúc đó tôi Vy còn nhớ chị nói trời ơi, có mình đài VTV có chương trình xuống phố cuối tuần mà muốn nói mà chị thì ngại lắm, nhưng tôi Vy nói thôi không sao đâu chị, tuy nhiên cũng hồi đó cũng ngại lắm, nói xíu thì giờ mới thành thạo vậy. Thành ra cũng động viên chị, ra chị cũng ngồi chị cũng giải thích được hết cho tôi Vy những món ăn mà cách đây 3 năm mà VTV đã có chương trình xuống phố cuối tuần này, mình nay là thêm được thêm 2 năm nữa là coi như là 5 năm thành lập của bánh cuốn Tây Hồ, phải không chị? Thì cũng nhân đây chị có thể nào cho em biết được những cái chương trình gì mà đặc biệt của bánh cuốn Tây Hồ trong dịp 5 năm này không chị? Trong dịp kỷ niệm 5 năm bánh cuốn Tây Hồ sẽ mua 4 tặng 1 cho quý khách tới tại tiệm ăn hay là đi mua to go cũng vậy. Mua 4 phần thì sẽ được tặng 1 phần. Wow, 4 phần trong tặng 1 phần này. Tháng 4 này. Yeah. Mà 4 phần là tất cả như là bánh xèo, cơm tấm, bún chả hay là tất cả hay là tất chỉ bánh cả. Cuốn không? Wow, đã quá quý vị, cả nhà mình vợ chồng con cái là 4 người rồi mua 4 phần thì được tặng 1 phần là quá là ngon. Yeah. Nhưng mà nếu quý khách tới ăn tại tiệm thì sẽ được tặng nước ngọt free cũng trong tháng 4 này. Cũng trong tháng 4 này luôn. Kỷ niệm 5 năm. Kỷ niệm 5 năm mới đây mà đã 5 năm thành lập ở Houston được không chị? Wow, quý vị ơi, đến bánh cuốn Tây Hồ mua 4 phần được tặng 1 phần, và còn có nếu mà quý vị đến tiệm ăn không to go á nha, cũng 4 phần cũng được tặng 1 phần mà được tặng free nước uống nữa. Mà bánh cuốn Tây Hồ năm nay thì về địa chỉ mới ở trong khu Kim Sơn, thì chị có nào cho em biết cái địa chỉ được không? Dạ, địa chỉ là 10613 Boulevard. Suite 168. Dạ, yeah, wow. Hồi nãy giờ là phần chi tiết hỏi thôi, bây giờ mới là cái phần quan trọng đây. Quý vị thấy một bàn đồ ăn ngon không? Tất nhiên ngồi nãy giờ mà đói bụng lắm, thành ra hỏi cho nhanh để thử những món ăn chuẩn bị biết nha. Ở đây tất nhiên thấy này có bánh cuốn, mời chị nha, chị dùng với tất nhiên. Quý vị thấy bánh cuốn Tây Hồ á, cái đặc biệt là quý vị thấy, tuy nhiên nó không sao, quý vị coi bánh cuốn trắng, mềm, dẻo. Mà nếu mà bánh cuốn trắng nó khác với những bánh cuốn khác như thế nào chị? Có phải là cái gạo mình làm ra không? Cái bột của mình, cái bột lại nó rất là trong. Trong. Chứ nó không có bị đục mà đen như nếu là mà, những cái khác. Nếu mà đục đen thì cái đó là do cái lỗi gì hả chị? Người ta pha không có đúng bột.
khoa không đúng không? Dạ. Bảo thì nó sẽ không có dai, nó sẽ bị mềm. Mềm đúng rồi. Dạ. Bánh cuốn mà mình giống như chị nói là mình pha không có đúng bột nên nó không được trắng thứ nhất mà nó cũng không được dai nữa, nó sẽ bị mềm nhũn đi. Nên tôi nghĩ ăn thử cho quý vị, bảo vị thấy đây là bánh cuốn, này là nhân tôm nha. Còn này là bánh cuốn quý vị thấy đã chưa? Quý vị thấy tại sao như nó dài, nó không có rớt, quý vị thấy không? Nếu mà mềm á, mình cầm lên vậy nó sẽ rớt trụng xuống liền. Còn lại quý vị thấy nó dài, tự nhiên lắc nãy giờ mà cũng không rớt là cuốn bánh cuốn. Vâng, quý vị thấy không, ăn bánh cuốn ngon á, quý vị nhờ vào nước chấm mà nước mắm Tây Hồ á, rất là đặc biệt hơn những bánh cuốn mình của nước mắm khác nha chị. Quý vị thấy không, ở nhà tôi cũng mua về làm, cũng bắt trước làm nước chấm chị mà làm không ngon, nó ra cái mùi gì kỳ lắm, nó không mặn, bánh cuốn không ngọt mà nó cũng không chua, nó cái mùi nó không có giống như là mùi nước mắm của bánh cuốn Tây Hồ làm. Mà thà làm chứ nhà mua đường, mua tỏi, mua bột về dầm, chị biết dầm, em dầm cái ớt á mà đau cả cái tay. Thà đến đây mua, nếu mà em đến đây mua nước mắm pha sẵn về, chị có không? Dạ có, mình có vô chai sẵn bán cho quý khách to go. Nước mắm ở đây rất là ngon, tại vì nếu mà có một dĩa bánh cuốn ngon mà không có nước mắm ngon thì nó sẽ làm hư cái dĩa bánh cuốn đi. Thành ra mà nếu ở nhà làm thì tốn quá nhiều công sức mà nó không ngon nữa. Yeah. Thành ra ở đây bây giờ nghĩ ra là mình pha sẵn để cho quý khách có thể mua về là có thể ăn liền. Mà yeah, có thể để tủ lạnh cả tháng cũng không hư nữa. Wow, đã cho nên rất là tiện. Tiện dạ. Quý vị thấy không, không cần, hiện thời buổi này không cần phải làm nước mắm làm mà. Không biết cách làm mình còn phí rất là nhiều thời gian của mình, tại vì mình nêm nếm cái khẩu vị mình á, mình không có làm thường xuyên, thành ra mình không có nêm ra được cái mùi nước mắm. Mà ở đây bánh cuốn Tây Hồ đã có làm nước mắm pha sẵn đem về thì cần gì mình phải ở nhà mình làm, đúng không chị? Đúng vậy. Mà đến đây mua đem về thì cùng dùng bỏ tủ lạnh dùng cũng có được cả tháng rồi. Đây, nãy giờ Tiểu Nhi hỏi chuyện chị, bây giờ Tiểu Nhi phải ăn bánh cuốn Tây Hồ để giới thiệu đúng vị nha, mời chị. Thật sự bánh cuốn ngon lắm chị. Dẻo thiệt á quý vị ơi, không phải Tiểu Nhi nói láo đâu. Quý vị thấy không, nó không có mềm đâu, quý vị thấy cái bánh cuốn mềm á mình nhìn là mình biết liền chị, nó sẽ bị quý vị coi cái bột ở đây là nếu mà bánh cuốn mềm á quý vị thấy nó qua gì không được, nó sẽ bị bể liền, tại vì nó mềm, nó không có sức đàn hồi. Thế thì nó dẻo nên ăn rất là ngon. Mà đặc biệt như thế nào mà chán được cái bánh cuốn mềm dẻo mà lại quấn được với những cái thịt như vậy mà nó không bị rớt ra hả chị? Thì cái này là chuyên môn của chuyên môn bánh cuốn Tây Hồ. Hỏi hơi khó, cái này mới là cái đặc biệt của bánh cuốn Tây Hồ, mà hỏi này cũng hơi khó, thành ra quý vị cứ đến bánh cuốn Tây Hồ thử thì quý vị sẽ biết. Đây là bánh cuốn ha, mà quý vị thấy nè, có bánh cống nữa nè, bánh khoai chiên tôm. Đây là bánh khoai chiên tôm không chị? Đây là bánh cống. Bánh cống. Dạ. Wow, quý vị để tự nhiên thử bánh khoai chiên tôm coi nó khác với những chỗ khác như thế nào nha. Ngon quá. Mời chị nha. Sao giòn quá vậy chị? Tại sao ăn giòn quá vậy? Thì này chắc tất nhiên không phải giỏi nội trợ rồi, ăn gì cũng hỏi, không biết gì. Ăn thấy ngon là hỏi sao mà đây cái khoai môn này sao mà ngọt mà chiên lên lại giòn ngon vậy chị? Bánh tôm chiên khoai thì quan trọng nhất là giòn. Nếu mà không giòn thì là nó hết ngon rồi. Bởi vì ở đây mình phải check cái bột hoài, make sure là nó sẽ giòn. Với lại khi nào khách order thì mình mới chiên, chứ mình không chiên để lâu. Không chiên để lâu được. Wow, ngon quá. Ăn bánh cuốn vừa mềm nè, vừa dẻo nữa mà vừa dai nữa, mà ăn cái bánh khoai chiên tôm này á, nó giòn, nó không có bị mềm. Mà việc mình á, tất nhiên được biết nếu mà bị mềm thì tôi nói là bị yểu không chị? Thì đang không có ngon, mà cái này vừa cắn vô miệng quý vị nghe, nhà rất là giòn đã thì thôi, cái này món khoái vị của Tuyết Nhi này quý vị. Mà ngoài ra Tuyết Nhi thấy đây, wow, có này là bánh bún riêu không chị? Dạ, bún riêu. Wow, nhiều quá. Còn này, dĩa này mới đặc biệt đây quý vị ơi, nãy giờ Tuyết Nhi nghĩ lắm đó. Bánh chị... cuốn nhân thịt, bánh cuốn thịt nướng. Thịt nướng. Wow, thịt nướng cũng là bánh cuốn hồi đó giờ. Tuyết Nhi chỉ ăn, Tuyết Nhi biết là bánh cuốn thường thường là ở trong có nấm mèo, có thịt bằm hoặc là bánh cuốn tôm, và thịt nướng cũng làm được bánh cuốn nữa hả chị? Dạ, yeah, rất quá là đặc biệt nha. Yeah. Rồi mình cuốn luôn rau cải đổ chậm.
thời buổi này quý vị biết đó, ăn những món này mới là healthy. Tại vì ăn thường thường á, mình cứ đi ăn những cái món khác á, toàn là thịt cá không, không có rau cải, mà cái này ăn chắc giảm cân được không chị? Cái món bánh cuốn là cái món thứ nhì khoái khẩu lắm. Anh chị em là chủ cũng như là chị biết anh chị em thường thường là tất nhiên nói là giảm cân, là anh chị em cứ đến bánh cuốn Tây Hồ order bánh cuốn ăn là sẽ được giảm cân, tại vì làm anh chị em làm rất là kỹ lưỡng. Và chị cũng tất nhiên biết là khi ăn bánh cuốn Tây Hồ có nhiều chỗ tất nhiên ăn thật sự không phải gì tất nhiên, mà không biết có thể là mỗi người mỗi cơ thể nó mỗi khác, nhưng mà em nói thiệt này với chị, em mà ăn những chỗ khác á, em về em rất là mệt, buồn ngủ lắm, có thể là em bị dị ứng với bột ngọt. Ăn nước mắm á, có thể nhiều lúc tất nhiên biết là nước mắm chị, khi mà pha lên rồi mình không có biết được là người ta dùng nước mắm tốt hay là nước mắm người ta mua nước mắm chỉ là rẻ tiền. Thì tại vì mắm pha mà mình mua nước mắm rẻ tiền thì mình về mình cứ pha nhiều thứ vô, mà pha nhiều bột ngọt á, tí nhiên ăn là tí nhiên giờ là cứ bị buồn ngủ, mà ăn bột ngọt vô là khó chịu là biết liền. Mà đặc biệt là bánh cuốn Tây Hồ tí nhiên ăn nước mắm vô không bị. Nước mắm ở đây mình pha không có để bột ngọt. Dạ. Dạ. Thành ra giống như nước mắm trong chợ bán thừa rô cũng như làm sẵn cũng có. Dạ. Nhưng mà nó bỏ rất là nhiều chất hóa học ở trong. Dạ. Còn ở đây thì mình không có bỏ mấy cái chất đó. Dạ. Dạ. Wow. Bánh cuốn thịt nướng kỹ nghiến cái bánh cuốn. Cái bánh cuốn nãy giờ lâu lắm rồi, giờ phải thử bánh cuốn thịt nướng coi khác như thế nào. Cái này giống có rau trong đây nữa hả chị? Dạ. Ủa như có sao? Giá với lại có ngọt. Em mời chị nha. Thank you. Dạ. Này xe đi, cuốn bánh cuốn quý vị thấy nó to như thế này. Này một một dĩa bánh cuốn chắc một người vậy tất nhiên ăn là không hết đâu. Quý vị thấy không, bánh cuốn nó dẻo dễ sợ, tất nhiên sáng nãy giờ không ra bây giờ mới ra đây. Không có mềm, nếu mà bánh cuốn mềm thì sẽ bị nhiều mềm, nó sẽ bị yểu đi, rách ra liền. Này quý vị thấy không? Tất nhiên bẻ cái bánh cuốn đây, giờ thử cái bánh cuốn thịt nướng này nó như thế nào nha. Mời chị. Ngon quá. Thịt trong nướng đây chị ướp sẵn thịt rồi phải không? Wow. Ướp rồi nướng với xả rồi mới để vô đây cuốn. Ngon quá à. Cái này nói giảm cân chứ không biết phải giảm cân được không. Món nào cũng ngon. Mà món thịt nướng này là cái gì ăn có mùi xả rất là thơm nha. Mùi thịt rất là mềm. Nhạy cái thịt nướng này á, người ta không ăn bánh cuốn, người ta order bún thịt nướng, có được thịt nướng giống như em chị? Có thịt nướng để làm bánh cuốn hay là để làm cơm với lại làm bún luôn cũng được. Wow, ngon quá rồi. Muốn ăn nữa không, muốn giới thiệu đến quý vị đâu. Muốn ngồi ăn cho hết luôn ấy, ngon quá. Kế bên là như thế có bánh xèo nè, quý vị thấy bánh xèo đã chưa? Món bánh xèo này là đặc biệt. Quý vị thấy không, biết quý vị biết gì về bánh xèo mà Tuyết Nhi cũng không rành gì nhiều, nhưng mà được cái nhà ba mẹ Tuyết Nhi nấu ăn cũng rất là ngon, thành ra cuối tuần hay đãi mọi người ăn hết món này món kia. Thì bánh xèo á, chiên á, mình chiên không có đủ công thức cũng như là không có đủ cái độ lửa thì cái bánh xèo nó sẽ bị mềm, đúng không chị? Đúng. Cái này Tuyết Nhi thấy bánh xèo ở đây không có mềm mà bánh rất là giòn. Bánh xèo mình ở đây thì rất là nổi tiếng. Wow. Rất là nhiều người tới mua thừa vô cũng như tới ăn. Đây, trong cái vị xem bao nhiêu này. Năm nay bánh xèo làm rất là chất lượng, khi nào khách order thì mình mới chiên. Đã chưa? Rất là giòn. Dạ. Nên, quý vị thấy bánh xèo là được cái món mà tuy dễ mà khó làm. Chứ không chị, chiên mà không đủ lửa là coi như là bánh xèo nó sẽ mềm hết rồi, bị cháy nữa. Nếu mà mình canh không có đủ lửa là cái chảo mình như là không đủ dầu thì phải. Tuy nhiên nghe mẹ nói là cái bánh xèo nó sẽ bị cháy, nó không có được vàng mà ngon đúng như vậy. Thế này đâu. Mà đặc biệt là cái bột, đúng không chị, cái bột phải béo, phải mềm mà phải thơm thì ra cái bánh xèo nó mới mềm, nó mới giòn như thế này. Vâng, quý vị ơi, quý vị đâu cần đi đâu xa đâu, đến bánh cuốn Tây Hồ trong khu Kim Sơn quý vị sẽ có được những món ăn của ba miền luôn, Nam, Trung, Bắc. Thường thường người ta nói là chán cơm thèm phở, mà cũng có nhiều người không chán cơm thèm phở mà vẫn trung thành với món cơm, thì bánh cuốn Tây Hồ cũng có món cơm tấm. Quý vị thấy món cơm tấm ngon chưa? Đâu cần đi đâu xa đâu quý vị. Nhiều lúc cả gia đình bốn người, người thì muốn ăn cơm tấm, người lại thôi không muốn ăn cơm tấm đâu, muốn ăn bún bò Huế. Không lẽ giờ cứ mỗi người chở đi đi mỗi chỗ thì không lẽ giờ nó thôi giờ
chiều em thì phải đi ăn cơm tấm. Thí dụ em muốn ăn cơm tấm chiều em, gia đình chiều em đi muốn ăn cơm tấm, mà nhiều lúc gia đình em chiều vậy thôi nhưng mà bụng cũng không muốn, tại đang thèm bún bò Huế mà cũng như là đang thèm bánh cuốn thì sao, không cần đi đâu hết chị thấy không. Đến bánh cuốn Tây Hồ trong khu Kim Sơn à, quý vị có hết những món ăn là từ bánh cuốn nè, mà đặc biệt bánh cuốn Tây Hồ, đặc biệt là nước nước mắm rất là ngon, tôi không nói láo quý vị đâu, cái mắm ăn rất là ngon. Mà nữa là cái bánh cuốn tráng tại chỗ ngon, mềm dẻo, ăn tới đâu tráng tới đó, thành ra mình cái đồ ăn mình được chất lượng hơn. Và cũng như là bún riêu cũng có bún bò Huế, rồi có bánh đặc biệt nãy tiếng như nói vị là cái bánh cuốn nhân thịt nướng ăn rất là ngon, cái mùi thịt nướng ướp rất là đặc biệt quý vị, thể nói là tất nhiên ghiền cái món thịt nướng ở đây rồi. Nhưng mà món ăn không thì cũng không có đủ, mà tôi thấy nãy giờ tôi thấy có cả nước rau má nữa. Ở đây quý vị thấy bánh cuốn Tây Hồ vừa phục vụ đồ ăn ngon cho quý vị tại chỗ mà vừa có nước uống, như là chị có thể nói sơ cho em về nước uống ở đây được không? Mình có tất cả những loại nước uống nào hả chị? Mình có nước uống thường thì giống như mấy cái soft drink thì thường thôi. Mình có rau má quay tại chỗ, rồi mình có trà thái trân châu với lại những thứ sinh tố trân châu. Wow, có nhiều món quá, vừa được ăn ngon, vừa được uống. Tuy nhiên nói tuy nhiên đẹp chứ không biết đẹp được không, thấy nãy giờ thấy cả bàn đồ ăn thấy món nào cũng muốn ăn cho đã thiệt, nhưng mà ăn nhiều quá thì sẽ lên cân, sẽ lên hình không có đẹp để phục vụ quý vị những cái chương trình sau đâu. Nhưng mà chắc phải ăn món bánh cuốn này, tại vì bánh cuốn này sẽ không có được không có lên cân gì mấy, chỉ toàn là rau cuốn với rau với lại tí thịt trong đó. Thì quý vị có thể nếu như người nào mà muốn lose weight, không có muốn đủ bổ dưỡng dinh dưỡng mỗi ngày, có nhiều lúc mình giảm cân mình ăn những đồ ăn giống như là cố gắng ăn trái cây ăn này nọ, thật sự chị em mà em ăn hơi cái bụng em cũng đói nữa, hay là mình ăn gỏi cuốn cũng được. Dạ đúng, hay gỏi cuốn thì rau cải nhiều với lại thịt tép, thành ra không có mập. Quý vị thấy món gỏi cuốn đã chưa, thấy trời ơi sao mà một mình Tứ Nhi chứ ăn cỡ một phần là ăn không hết đâu chị. Một phần là ba cuốn to vậy hả chị? Wow, mà thật sự giá thì rất là bình dân quý vị. Một phần thật sự Tứ Nhi nghĩ là không có phần nào mà hơn 7 đồng đâu, chỉ có 6 đồng không chị? 6 đồng mấy thôi. Dạ. Wow, đã quá quý vị ơi. Thành ra quý vị thấy những món ăn này ngon không? Tứ Nhi thật sự nói là Tứ Nhi thấy ngon á, Tứ Nhi không nói láo quý vị đâu. Quý vị đến bánh cuốn Tây Hồ trong khu Kim Sơn quý vị sẽ biết được Tứ Nhi giới thiệu đến quý vị những món ăn này ngon như thế nào. Nhưng mà đặc biệt nữa là kỷ niệm 5 năm thành lập, bánh cuốn Tây Hồ sẽ cho quý vị mua tất cả những ở đây, 4 phần nào cũng được. Ví dụ em mua bánh cuốn, bánh xèo, bún riêu, mọi thứ chung nhợ thì được phi một phần phải không chị? Đúng vậy. Wow, đã quá quý vị ơi. Mua quý vị thấy không? Tất cả những món ăn đây đặc biệt là không có bột ngọt, nước mắm là không có bột ngọt và mình ăn không sợ. Tuy nhiên là người rất là sợ bột ngọt, thành ra Tuy nhiên ăn Tuy nhiên không có bị buồn ngủ là biết là không phải bị trúng bột ngọt rồi. Và quý vị thấy tô bún bò Huế to không? Nhìn rất là đặc biệt và nó có chất lượng nữa. Và tất cả những món ăn này mỗi gia đình mỗi người một món là được 4 món, mà 4 món này được free một món đem về. Dạ. Hoặc nếu mà ăn tại chỗ thì được free một món mà được free nước nữa, free nước ngọt. Dạ. Quá đã, mà đặc biệt có rau má là mùa hè mà Tuy nhiên make up nhiều á, quý vị biết là bị nổ mụn á chị, nhiều lúc bị nổ mụn, uống rau má vô mát cả người không bị nổ mụn nữa. Thành ra Tuy nhiên cũng rất cảm ơn chị đã đến đem cho Tuyết Nhi cũng như quý vị khán giả của thành phố Houston biết được cái chương trình đặc biệt của bánh cuốn Tây Hồ. Thành ra Tuy nhiên cũng mong quý vị khán giả hãy đến ủng hộ bánh cuốn Tây Hồ chi nhánh thứ 18 trong khu Kim Sơn. Em mời chị. Mickey và toàn thể bánh cuốn Tây Hồ cũng thành thật cảm ơn tất cả những quý khách đã tới ủng hộ trong nhiều năm qua. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ bánh cuốn Tây Hồ. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị cách thời gian nhưng mà cũng nhanh quá chị ha. 3 năm Ven TV đã thâu một cái xuống hố cuối tuần cho bánh cuốn Tây Hồ. Mà hôm nay cũng 3 năm sau là bánh cuốn Tây Hồ được thành lập 5 năm ở thành phố Houston. Thành ra đó là một cái điều rất là quý báu. Ven TV cũng rất cảm ơn chị đã đến đây, đã chia sẻ cho quý vị khán giả cũng như là quý khán giả thân thương của Ven TV biết được những món ăn này. Mà tôi như biết là khán giả của Ven TV rất là thương những thân chủ của Ven TV. Thành ra chương trình nào mà phát sóng lên là khán giả của Ven TV sẽ đến ủng hộ chị liền. Tuy nhiên nghĩ là chị cũng biết được điều đó phải không? Dạ. Dạ. Thành ra với chương trình này tôi rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và quý vị nhớ hãy đến bánh cuốn Tây Hồ trong khu Kim Sơn, kế bên cạnh nhà hàng Kim Sơn trong khu Bel Air của mình để thưởng thức những món ăn mà tôi đã giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Đặc biệt là có bánh cuốn, bánh xèo nè, rồi bánh cuốn thịt nướng, có bún bò Huế, có bún riêu, có cơm tấm, và có cả bánh cuốn nữa, rất là ngon. Thật đặc biệt quý vị ơi, và đặc biệt là mua 4 phần được tặng một phần đem về những kỷ niệm 5 năm ngày khai trương, cũng như là được tặng nước ngọt để quý vị uống khi quý vị ăn tại chỗ. Ăn tại chỗ cũng mua 4 phần được tặng một phần nữa. Và chương trình này đặc biệt là
trong tháng 4. Dạ. Thành ra quý vị hãy mau đến bánh cuốn Tây Hồ To Go, mua nước mắm đem về cũng được đấy, nước mắm pha sẵn này để một tháng không thư cho quý vị. Xin chào, cảm ơn quý vị đã xem chương trình Xuống Phố Cuối Tuần ngày hôm nay cùng Tuyết Nhi, và xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật bình an và hạnh phúc, và xin quý vị hãy đến ủng hộ bánh cuốn Tây Hồ trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air của chúng ta. Thank you, Tuyết Nhi. Dạ, thank you chị.